Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng, giờ phút này là 6 giờ sáng thứ năm tại Việt Nam, ở nơi chúng tôi thì là 7 giờ chiều tối tại thủ đô Hoa Kỳ. Thưa các vị, là chiều nay rất là lạnh. Chúng tôi ngồi ngoài này, khí hậu giờ này là khoảng chừng 5 độ C của Việt Nam thôi. Khoảng chừng 5 độ C. Có nghĩa là 44, khoảng 44 độ độ F. Thưa quý vị, là bây giờ huynh đệ mình gặp nhau để tiếp tục chia sẻ về chứng đạo ca giảng trạch tân tu của Thiền sư Huyền Giác. Hôm nay là mình học kỳ thứ 9. Có nghĩa là mình đã trải qua 8 kỳ rồi. Mỗi cái bài thi ca nó thấm sâu từng chữ, từng lời, từng ý. Vì lẽ đó mà tôi mong mỏi rằng quý vị cố gắng. Nếu như cái cơ hội này mà chúng ta không học, không có cơ hội để dành cái thời giờ để nghe, để nghiên cứu nữa đó thì uổng lắm. Và tôi nghĩ rằng là cuộc đời của tôi thì chắc triển khai chứng đạo ca lần này nữa thôi. Nếu như có triển khai nữa đó, có chia sẻ nữa thì chia sẻ những cái bài lẻ thôi. Chứ còn không có thời giờ, mà cuộc đời không còn cái cơ hội mà để mình nói từ đầu chí đuôi vậy đâu. Chiều nay quý vị thông cảm cho tôi, là cho phép tôi đổi cái mão, tôi chàn cái khăn lạnh quá. Nhưng mà ở trong nhà thì lại nóng quá. Trong nhà thì vì bắt cái chế độ hít để cho nó ấm, thành ra nó khô người thôi. Thích ngồi ở ngoài trời vậy, mình nói chuyện với nhau nghe nó thảnh thơi hơn, nghe tiếng chim kêu rồi nhìn thấy mây bay bồng bềnh rồi rất là vui. Cái mùa này là 7 giờ tối mà các vị thấy nó vẫn còn sáng cho tới 9 giờ tối, nó vẫn còn sáng, cho nên giờ này gọi là chiều tối chứ không gọi là tối được. Vì vậy mà cái thời giờ phải kéo lên 1 giờ đồng hồ nữa là vậy. Kéo lên thêm 1 giờ đồng hồ nữa là vậy đó. Rồi trở lại cái bài hôm nay, chúng ta học cái bài 4 câu. Mỗi một bài thường là có 4 câu. Vô tội phước vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Cái bài này rất ý nghĩa nha. Thưa các vị, rất ý nghĩa. Cho nên mong các vị nghe cho kỹ. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Tổ sư nói là vô tội phước. Mình dịch ra theo nó chữ nào nghĩa đó là không có tội phước. Vô tổn ích là không có thêm bớt gì hết. Tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tịch diệt hay là cái tên khác của Niết Bàn, là trong cái tánh của sự vắng lặng của Niết Bàn đó, nó không có cái điều gì mà gọi là tội hay là phước gì hết. Tỷ lai trần kính vị tầng ma có nghĩa là từ xưa nay á, cái gương xưa nay á,
Tỷ lai trần kính, cái tấm gương xưa nay đó, tự thể của nó là trong sáng, không có chuyện gì mà nó đen mờ cả. Chữ vấn là hỏi, chữ mịch là tìm kiếm. Xưa nay cái tự thể của tấm gương nó không có đen mờ, nó vốn là trong sáng, cho nên gọi là tỷ lai tần kính, chỉ là tỷ lai trần kính vị tần ma. Kim nhật phân minh tu phẫu tích, kim nhật là ngày hôm nay. Hôm nay phân minh là mình phải làm rõ ràng, tu là phải tu là cần, phẫu tích là chia chẻ. Hôm nay mình chia chẻ rõ ràng, cho nó rõ ràng, cần cho nó rõ ràng, cho nên gọi là tỷ lai trần kính vị tần ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Cái bài này mà nếu như chúng ta học đơn giản, học sơ sài thì nó là nguy hại vô cùng, nó là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì vô cái là thiền sư phan liền một câu là không có tội gì hết, không có phước gì hết, không có thiện, không có ác, không có thêm, không có bớt gì hết. Nếu như mà những ai mà học đạo đại thừa đó, mà học không tới nơi tới chốn mà gặp cái bài này một cái là coi như là đọa liền đó, rớt lộp đọp liền. Rớt mà tới mức độ mà không có cơ hội gọi là ngóc đầu lên nổi luôn á. Bởi vì đối với cái nhìn của một vị thiền sư đạt đạo, Ngài khẳng định rằng vô tội phước, vô tổn ích, không có tội gì hết, không có phước gì hết, không có thêm bớt gì hết, hay là nói là không có thiện, không có ác. Tại vì chữ tổn đó, nói đủ là tổn giảm, gọi là ác. Mà chữ ích đó, nói đủ là tăng ích, gọi là thiện. Thì cái này nó dính tới cái duy thức học. Vì vậy mà cái bài hôm nay tôi nghĩ rằng tất cả đại chúng chúng ta cố gắng học sao mà cho nó ra cái bài, nó thật sự là nó đem lại lợi ích. Chứ còn mà nếu mà hiểu một cách mà nhào vô cái là vội phán liền là không tội, không phước gì hết, không thiện, không ác gì hết, là coi giờ đọa ngay. Ngày nay có nhiều người hiểu nhầm cái ý này nè. Ở trong này trước mắt là tôi xin giảng mấy cái từ khó trước. Cái chữ tội và phước thì ai cũng biết rồi. Trong này nó có chữ tổn ích, thì như tôi hồi nãy tôi cũng giải thích rồi. Chữ tổn nó cho đủ là tổn giảm, hay còn gọi là ác. Chữ ích nó đủ là tăng ích, thì gọi là thiện. Rồi tịch diệt, cái chữ tịch diệt có nghĩa là cái tên khác của Niết Bàn, hay là dịch ra là vắng lặng. Tánh trung là ở trong cái tánh, trong cái thể tánh tịch diệt, trong thể tánh vắng lặng đó. Chữ mạc là đừng, trong cái thể tánh vắng lặng đừng. Chữ vấn là hỏi, đừng có hỏi. Chữ mịch là tìm kiếm, trong cái thể tánh vắng lặng thì đừng có tìm kiếm cái gì gọi là tội, cái gì gọi là phước hết. Ý cái nội dung cái câu rất là ý nghĩa vậy. Tỷ lai trần kính vị tàng ma, tỷ lai là xưa nay á, cái trần kính là cái tấm gương á, tấm gương mà có bụi như vậy á, thật sự nó không có gì khó khăn đâu. Ngày hôm nay mình lau chùi thì cái tấm gương kia nó sẽ trong sáng trở lại. Cái nội dung là nó như vậy. Tỷ lai trần kính vị tần ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Rồi bây giờ bắt đầu vô cái ngữ nghĩa đàng hoàng. À, thưa đại chúng là
khi mà giảng tới những cái bài kinh này nó sâu sắc vậy rồi tôi mới thấy sợ. Sợ cái gì? Mà trong này tổ sư đó là vô tội phước, vậy là sợ cái gì? Sợ tội ư? Sợ ác ư? Dạ thưa không. Hiểu rồi á, thì trong cái bản thể chân như thanh tịnh tâm của ta, nó đâu có cái gì gọi là tội hay là phước. Nó vốn là vắng lặng rồi mà. Nhưng mà sợ cái là sợ cái và cái vấn đề của chúng ta ngày nay, chúng ta tu cái kiểu mà nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng cho nên khi mà chúng ta làm phước á, muốn tạo cái điều gì phước á, là chúng ta làm thôi, làm sanh tử, làm coi như là chết sống. Nhưng mà khi mà chúng ta bất mãn, bất bình cái gì rồi đó đó, là chúng ta coi như là bất chấp, đổ hết bao nhiêu phước đức, bao nhiêu công quả, bao nhiêu công việc, bao nhiêu tốt lành, chúng ta đổ sạch trơn hết. Thành ra đó, bây giờ tôi sẽ giải thích rõ cho các vị nghe cái vấn đề này. Như tôi nói ban đầu, nếu như mà chúng ta không khéo á, chúng ta học cái bài này mà nếu chúng ta không có rõ ràng á, là coi như chúng ta đọa liền. Đọa liền. Bởi vì hiểu lầm rằng cái cõi đời này không tội, không phước, không thiện, không ác. Chúng ta hiểu lầm. Các huynh đệ nên nhớ lại cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này nè, để rồi những các huynh đệ mà tu theo cái Phật giáo Nam Tông á, các vị đừng có vội phê bình, vội chỉ trích rằng là cái tác phẩm này là nó phóng đại, nó nói ngoài cái việc mà tội phước nhân quả. Không phải đâu, các vị phải nghe từ đầu tới đuôi. Thí dụ như vô á, vô đầu thiền sư Quyền Giác ổng quất một câu đầu tiên rồi: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Vừa vô đầu là thiền sư Quyền Giác ổng quất cái câu đó đầu tiên: tuyệt học vô vi. Như vậy thì tất cả những đã là tín đồ Phật giáo, đã là con của một đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, thì nếu như mà chúng ta theo bên Phật giáo Nam truyền, chúng ta chê bai chỉ trích, vội chỉ trích, tôi cho là vội chỉ trích Bắc truyền, rồi Bắc truyền lại chê Nam truyền, như vậy chúng ta có xứng đáng là con của ông Phật chưa? Trong khi Đức Thế Tôn mình là một thể vắng lặng, một thể giác ngộ, đã là một con người vắng lặng, con người giác ngộ, thì đối với cái nhìn của Ngài thì có cái gì thật ở đâu mà đúng với sai? Cái đúng với cái sai là tại mình căn cứ, mình dựa trên cái hữu vi pháp của cuộc đời. Mình dựa trên cái hữu vi pháp của cuộc đời cho nên mình mới thấy cái này mình cho nó là đúng, thấy cái kia mình cho nó là sai. Vì vậy mà không khéo là mình rớt lộp đọp hết. Mình bay không nổi. Mà mình muốn đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ thì mình phải đạt tới cái chỗ tâm không chân như. Nghĩa là tâm không thì mình mấy cái tâm này nó mới bay bổng, nó mới coi như là nó không có vướng ở chỗ nào hết. Còn không khéo á, mình không đạt tới cái chỗ tâm không á, thì mình bay lên đụng sợi dây điện, nó làm cái xèo. Mình đụng cái cành cây cái nó làm cái xèo. Mình đụng đâu nó cũng dính, nó đâu bay lên nổi. Nó bay là đà, là đà, là đà, là đà. Mà mình cứ ngỡ là mình như vậy là đã chứng rồi đó, nó thần thông rồi đó. Vì vậy mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ rằng là bây giờ mình hãy học cho kỹ. Cho kỹ cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai, cái gì gọi là tội, cái gì gọi là phước, cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là ác đi. Mình học cho kỹ cái đó, mình hiểu một cách tường tận rồi đó,
thì mình sẽ đạt tới cái chỗ mà mình vượt qua cái sự đối đãi đó. Mình đạt tới cái chỗ mà vượt qua sự đối đãi đó thì có nghĩa là mình trở về với tâm không? Còn bây giờ mình còn đối đãi có nghĩa là mình còn đang bị cái tâm mình nó đang kẹt cái có đó. Mà tâm mình còn kẹt cái có thì chừng nào giải thoát giác ngộ. Cho nên cái bài này sâu sắc lắm. Bây giờ tôi xin mượn cái bộ luận để tôi phân tích cho các vị biết rằng cái pháp của chúng ta mà đang vận hành á, là hiện bây giờ anh em huynh đệ chúng ta đang vận hành trong cái pháp hữu vi. Đang cái pháp hữu vi để chúng ta tu hành để trở về cái vô vi. Mà các vị biết rằng bây giờ chúng ta phải biết là hữu vi pháp nó có bao nhiêu và vô vi pháp nó có bao nhiêu. Mà trong khi Tổ sư Huyền Giác nó là tiệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái câu đầu tiên Tổ sư Huyền Giác, cái bậc tiệt học vô vi là cái người nhàn đạo. Bây giờ mình chừng nào mình đạt tới cái chỗ tiệt học vô vi đó. Mà bây giờ cái pháp hữu vi mình đang có mặt ở cuộc đời này, mình hiểu được cái pháp hữu vi chưa? Cho nên tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, bữa nay mình đi lộn trở lại một chút xíu về cái chữ pháp hữu vi và vô vi này. Thì khi mình tỏ tường rồi thì mình mới học cái, mình mới vượt, mình mới trượt lên trên cái vấn đề mà vô tội phước, vô tổng ích được. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 900 năm, sau Đức Phật nhập Niết Bàn 900 năm, như vậy là Đức Phật có mặt ở cuộc đời này trước cái tây lịch là hơn 600 năm trước tây lịch. Mà nó là sau khi Đức Phật nhập diệt 900 năm, có nghĩa là vào thế kỷ thứ 3, thứ 4. Vào thế kỷ mà sau công nguyên vào thế kỷ thứ 3 đó, vào thế kỷ thứ 300 mấy á, thì có một vị luận sư gọi là Thế Thân hay còn gọi là Thiên Thân. Ngài viết ra một cái bộ luận gọi là Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Cho đến tới đời của nhà Đường, của cái đời mà đời Đường của Thiền Sư Huyền Trang đó, của Pháp Sư Huyền Trang đó, thì vào thời Đường Thái Tông là cái thời kỳ đầu nhà Đường, vào năm 648, có nghĩa là năm thứ 22 của Đường Thế Tông làm vua đó, thì có Đại sư Huyền Trang dịch ra cái tác phẩm này từ cái chữ Phạn ra chữ Hán. Dịch ra là Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Vừa vô cái câu đầu thôi thì Bồ Tát Thiên Thân hay còn gọi là Thế Thân vô, vừa vô câu đầu đó là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Vừa vô là tổ là ngài Thế Thân nói liền cái câu đó, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đại sư Huyền Trang có chỗ thì Huyền Trang, có chỗ thì Huyền Trang. Thôi, rất là mệt cái chỗ này. Có người thì đòi hỏi phải đúng chữ là Trang, rồi còn phiên ảnh thì nói là Huyền Trang. Thì thôi Trang nó cũng thứ đó, cũng như tạng với tàn. Gọi là tân dịch Pháp Sư Huyền Trang dịch ra là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp là vô ngã. Tại sao tất cả pháp là vô ngã? Mà tất cả pháp, vậy thì tất cả pháp đó bao nhiêu pháp?
pháp nào mà gọi là tất cả pháp? Nếu như nói rằng lời của Đức Thế Tôn ngày xưa truyền Tam Ấn cho Tổ Sư Ca Diếp là pháp pháp, bổn vô pháp, vô pháp vô phi pháp, nhược phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Như vậy là pháp, nhiên nhiên là muôn vàng sai khác gọi là pháp. Nhưng mà cái luận giải của Thiên Thân Bồ Tát luận giải rất rõ ràng, mà Pháp Sư Huyền Trang dịch là pháp, pháp của trần đời này, pháp của nhân loại này đang vận hành, nó có 100 pháp. Nó có 100 pháp, nó chia ra làm hai, gọi là hữu vi pháp và vô vi pháp. Mà hữu vi pháp nó có 94 pháp, mà vô vi pháp nó chỉ có 6 pháp thôi. Đó, cho nên đây là tôi giảng rất rõ ràng, tôi phân tích cặn kẽ để cho những vị nghiên cứu gia, những học giả, trí giả, những Phật tử học chân chánh giáo lý nhà Phật nhớ. Tôi môi, tôi tìm, tôi đưa ra, tôi luận giải rất rõ ràng cho các vị. Bởi vì tôi đã lên tiếng là tôi cúng dường cho các vị. Vì vậy mà tôi không có giấu giếm, tôi không có cất giữ cái gì hết. Biết cái gì nói cái đó, nói rõ ràng, mà biết rõ thì mới nói. Như vậy thì như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Thế Tôn nói tất cả các pháp đều là vô ngã. Như vậy tất cả các pháp, hay nói vắn tắt là có hữu vi pháp và vô vi pháp. Mà hữu vi pháp thì có 94 pháp, mà vô vi pháp thì có 6 pháp. Như vậy hiện bây giờ huynh đệ mình đang thọ hưởng cái thân ngũ quẩn năm quẩn này, đang thọ hưởng cái ăn mặc ở ngũ thở đang sinh hoạt vậy, thì có nghĩa là chúng ta còn đang trong hữu vi pháp. Hữu vi pháp, và chúng ta tu hành, chúng ta tìm tòi, chúng ta vận hành, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cố gắng thực hành chánh pháp để chúng ta đạt tới cái trình độ nhất định gọi là vô vi pháp. Mà bây giờ chúng ta phải vượt qua cái hữu vi pháp thì mới đạt tới cái vô vi pháp. Còn đằng này chúng ta cứ lặng hụp nổi chìm trong cái hữu vi pháp, mà các vị nói cái kiểu vô vi pháp vậy là coi gì đoạn ngay. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại là mấy huynh đệ học cho kỹ. Hữu vi pháp nó cũng chia làm năm. Hữu vi pháp chia làm năm gồm có tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tư nào hành pháp. Và cuối cùng gọi là vô vi pháp, có nghĩa là chia làm hai rồi chia làm năm, mà hữu vi nó làm bốn và vô vi nó một thôi, mà một thì là sáu, còn bốn kia của hữu vi là 94, chia trẻ ra 94. Thứ nhất là tâm pháp. Từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, các vị nên biết là hãy nói tâm là chúng ta đều có nghe nó là bát thức tâm vương, là tám cái ông vua. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mặt na, a lại gia. Gọi là bát thức tâm vương, gọi là tâm pháp. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức, a lại gia thức. Rồi phải có tâm pháp thì dĩ nhiên phải có tâm sở hữu pháp. Hãy có tâm pháp thì phải có tâm sở hữu. Bởi vì hãy có chủ thì phải có khách. Hãy có chủ thể thì phải có đối tượng. Cho nên tâm sở hữu pháp thì có 51 thứ. Hồi nãy tôi nói là tâm pháp, là chủ sở hữu pháp là có 8. Bây giờ tâm sở hữu pháp là có 51, mới chia ra làm 6. Chia trẻ nữa ra làm 6 vị. 5 biến hành, 5 biệt cảnh, 11 thiện, 6 phiền não, 20 tùy phiền não và 4 bất định. Gọi là 51. 5 biến hành là gồm có xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư.
gọi là năm biến hành. Năm biệt cảnh gồm có dục, thắng, giải, niệm, định, huệ. 11 cái món thiện gồm có tính, tinh tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, phóng dật, hành xả, bất hại. 6 phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. 20 món tỳ phiền não gồm có phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, sỉ, mà hại, kêu, vô tàm, vô quý, trào cử, ông trầm, tán loạn, giải đại, phóng dật, bất chánh tri. Bốn bất định gồm có thùy miên, tác ác, tầm tứ. Nên tôi nhắc cho các vị rõ rõ ràng như vậy. Đó là nói về tâm sở hữu pháp. Tôi không có thời giờ để phân tích từng cái món nhỏ, nhưng mà tôi muốn nhắc cho chư huynh đệ tăng ni trẻ nhớ, và các vị nghiên cứu cũng như các vị trí thức, các vị đang tìm hiểu, các vị nhớ, rồi tự động các vị tìm. Tôi không có cái kiểu mà chơi, cái kiểu mà làm bộ nói chơi cho có vẻ như ta tỏ vẻ ta đây hiểu biết rồi, phan ra làm vậy rồi, làm bộ cho người ta thấy mình giỏi, không có nha. Tôi nói rất rõ ràng nha, để cho các vị tìm. Như vậy thì tâm pháp thì nó có 8, gọi là bát thức tâm phương. Tâm sở hữu pháp thì nó có 51, sắc pháp nó có 11, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc thân nương vị xúc pháp. Còn tâm bất tương hành pháp nó có 24, gọi là đắc mạc căn, chủng đồng phận, vị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, diệt danh thân, cứu thân, văn thân, sinh trụ lão, vô thường, lưu chuyển, định vị, tương ứng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số, hòa hợp, tánh, bất hòa hợp tánh. Tất cả những cái thứ đó thì gọi là hữu vi pháp, cộng lại tất cả là 94 món. Còn vô vi pháp thì các vị đã học rồi, nó chỉ có 6 thôi, là ngay bữa đầu tiên mình vô cái câu là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân á, thì tôi cũng đã sơ lược cái vô vi pháp nó có 6 rồi. Nó gồm có hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động vô vi, tưởng thọ diệt vô vi và chân như vô vi. Tôi xin lướt lại, bây giờ lướt ở đây là lướt lại, nhưng mà lướt lại để cho các vị nghiên cứu học, chứ không phải lượt cái kiểu mà nói ra để tỏ vẻ ta đây là hiểu biết, phan ra để chứng minh là ta đây là ông thầy chùa, ông thầy tu có học cũng có nghe. Mà tôi lượt lại là đây là tôi muốn nhắc nhở cho những vị nghiên cứu, cho tăng ni trẻ, chứ tôi không dám nói tăng ni giỏi hơn tôi, tiến sĩ, thạc sĩ, học nước này nước kia, tôi không dám à. Mấy vị đó là cao quá rồi. Tôi không dám mà nói tiếng là tôi chia sẻ cho các vị đó, mà tôi sẽ chia sẻ cho tăng ni trẻ hơn tôi, cũng như các vị nghiên cứu, các vị Phật tử chân chánh muốn tìm hiểu cái đạo Phật thiệt. Như vậy thì vô vi pháp có 6, hữu vi pháp 94, mới cộng lại là 100 pháp mà Ngài Thiên Thân, Bồ Tát Thiên Thân hay là Thế Thân mới viết ra cái cuốn là Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Còn vô ngã thì nó có 2, gồm có Bổ Đạt Già La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã. Bổ Đạt Già La có nghĩa là ta và chúng sanh đều là vô ngã, cũng như các cái hiện tượng đối tượng bên ngoài này gọi là pháp đều là vô ngã. Như vậy trở lại cái vấn đề, những lúc mà huynh đệ chúng ta buồn, thương, giận, ghét đều là những lúc mà chúng ta đang nằm trong cái hữu vi pháp. Huynh đệ mình, anh em mình, chúng ta nè,
Những lúc mà tâm chúng ta vui, tâm chúng ta buồn, tâm chúng ta giận, tâm chúng ta thương, tâm chúng ta ghét, tâm chúng ta hờn, tâm chúng ta muốn lấy, tâm chúng ta muốn bỏ, tâm chúng ta nghĩ thiện, tâm chúng ta nghĩ ác, tất cả cái đó đều gọi là hữu vi pháp, đều nằm trong hữu vi pháp. Con người thì có lúc vì nằm trong hữu vi pháp cho nên con người chúng ta có lúc nóng, có lúc lạnh hay là nó khác hơn là có lúc nóng giận, có lúc thương yêu. Khi nóng giận, khi nóng thì giận dỗi, mà khi nguội thì thương yêu. Vậy mà tôi nhớ cái điệu hò của Hà Tĩnh á, của người Hà Tĩnh nó có cái bài mà giận thì giận mà thương thì thương á. Giận thì giận mà thương thì thương á. Thì anh ơi, anh ơi, khoan vội mà bực mình, em xin kể lại mà phân minh cho anh tỏ tường. Nên là anh cứ nhủ rằng em không thương nè, em đo lường thì rất cặn kẽ, chính thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chiến ngược lường. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương, anh sai đường em không chịu nổi à. Anh yêu ơi, xin anh đừng giận vội à, mà trước tiên anh phải tự tắt mình. Giận thì giận mà thương thì thương. Tôi nhớ hồi nhỏ mà tôi nghe cái bản này tôi vắt cười. Bây giờ giảng tới cái chỗ này thì mới nhớ lại cái bản đó. Cái người Hà Tĩnh, người Hà Tĩnh thì hát các bạn rất hay. Tôi thì nhái cái giọng không trúng. Đúng rồi, đạo hữu giác thịnh nhân đó. À, hôm nào ra hát lại cho thầy nghe. Thật ra đó là cái câu, cái điệu hò, cái câu hát của người Hà Tĩnh. Giận mà giận thì thương mà thương. Đó là cái tâm chúng ta đang ở trong hữu vi pháp đó. Hữu vi pháp. Để muốn nói cái gì? Tôi hát như vậy không phải là tôi mê ca tôi hát đâu. Nó có cái pháp để tôi muốn chia sẻ các vị. Tại sao dần thì dần mà thương thì thương? Để nói cái gì ở trong đó? Ý muốn nói là cái pháp hữu vi á, nó luôn luôn đi liền với nhau, một cặp phạm trù gọi là đối đãi. Pháp hữu vi thì luôn đi với nhau, cặp phạm trù gọi là đối đãi. Chúng ta nhìn kỹ cuộc đời, cái pháp hữu vi này có không bao giờ hai cái kẻ thù nhau mà chưa từng là bạn với nhau. Không bao giờ huynh đệ mình thù nhau mà mình chưa từng là bạn. Không là bạn mắc chứng gì thù. Từng là bạn, từng là nhắm tới mục tiêu nào đó, một mục đích lý tưởng nào đó, và cuối cùng rồi đó thì đi ngược ý với nhau, cho nên mới từ một mục tiêu, một lý tưởng, một mục đích nào đó, cuối cùng đấu đá với nhau, thù nhau. Nó khổ vậy đó. Không bao giờ hai kẻ thù nhau mà chưa từng là bạn lữ. Và mình nhìn xa ra cuộc đời, trên thế giới này không bao giờ mà hai quốc gia đánh nhau mà không từng đã ký hiệp định với nhau. Đánh với nhau vậy, chửi với nhau vậy á, nhưng mà rồi cũng có cái âm thầm đi điêm với nhau để ký những hiệp định với nhau. Nói vậy là các vị thấy rõ mùng một ha. Nhất là ở Việt Nam mình là chiến tranh quá nhiều á. Các vị thấy rõ ràng. Để ra ngày nay đó, cứ mình lôi ra nào là hiệp định Geneva, hiệp định này, hiệp định kia đó, thật sự đánh với nhau nhưng mà có cái hiệp định hết, có đi đi với nhau hết. Rồi trong các mối đạo cũng vậy, trong các mối đạo
Thật ra mà nói chưa bao giờ các cái đạo mà đạo này phá đạo kia được đâu. Họ có phá cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có đạo này phá đạo kia được. Mà chỉ có nội đạo chơi nhau thì nó mới rối ren, nó mới rối rắm mà thôi. Chỉ có nội đạo chơi nhau. Ta thí dụ như Phật giáo mình nó có chơi nhau là giữa hệ phái Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Nam Truyền, Bắc Truyền, hay gọi Đại Thừa, Tiểu Thừa. Cứ chơi nhau cho nên nó rối ren. Nó rối ren đủ thứ hết. Tới bây giờ này nó cũng đâu bao giờ thống nhất cái nhau một lý tưởng được đâu. Dầu rằng Đại Thừa hay Tiểu Thừa vẫn đi ngang cái nhịp cầu, đi ngang cái nhịp cầu gọi là tứ diệu đế đó chứ, gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Nhưng mà đi ngang cùng một nhịp cầu đó, nhưng mà rồi thì cũng mạnh ai nấy rẽ ra. Đó là nói chung về hai cái hệ tư tưởng Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi bây giờ nói từng chi tiết nhỏ là thầy chùa với thầy chùa chơi nhau, nó mới đem ra những cái điều phiền não. Chứ thầy chùa mà không chơi nhau, thầy tu không chơi nhau thì không có chuyện gì mà nó rối ren dữ đâu. Như vậy, tôi hồi nãy giờ tôi đang nói cho các vị biết đó là cái pháp hữu vi. Như vậy, hữu vi pháp nó có hai tầng, tầng cạn và tầng sâu. Tầng cạn thì chúng ta thấy cuộc đời này hữu vi pháp nghèo khổ, bệnh tật, thương tật, tật nguyền hay là thiếu kém, chúng ta rất là dễ trị. Đó là nói về thương tật, tật nguyền, nghèo khổ về cái mặt bên ngoài. Nhưng mà cái tầng sau đó là tật nguyền, thương tổn về tâm thức, ý chí á, thì rất khó trị và cũng khó, hoặc là khó chậm lành, hoặc là rất khó thay đổi. Cuộc đời huynh đệ chúng ta mà nếu như bất hòa một điều gì đó, chúng ta có thể gây cãi với nhau vì miếng ăn, vì miếng uống, vì một cái gì đó, thì chúng ta thấy nó dễ, cái dễ hòa lắm. Nhưng mà nếu như chúng ta xích mích về tình cảm nè, về ý chí nè, thì khó hòa nhau được lắm. Các vị suy nghĩ đúng không? Nếu chúng ta xích mích về tình cảm, về ý chí, rất khó hòa. Bởi vậy cho nên người xưa có câu á, nhất tình yêu, nhì điền thổ, vạn cổ chi thù. Hai cái điều đó, những huynh đệ ngoài đời chúng ta cố gắng là bạn bè với nhau thì hai cái điều đó chúng ta nên tránh. Nhất là tình yêu, nhì là điền thổ, hai cái điều này chúng ta tránh. Rồi bây giờ chúng ta tránh nữa đó. Một là đụng chạm về tình yêu, đụng chạm về đất điền. Hai là chúng ta đụng chạm về tôn giáo. Ba là chúng ta đụng chạm về chính trị. Khó hòa lắm. Ba thứ này là khó hòa. Vì nó vượt biên giới rồi. Nó vượt lên trên biên giới rồi. Thí dụ như chúng ta, những cái biên giới như là quốc gia này qua quốc gia khác nè, màu da nè, chủng tộc nè, tuổi tác nè, chúng ta vượt được. Nhưng biên giới mà khó vượt nhất đó là tôn giáo. Giữa tôn giáo này với tôn giáo khác là cái biên giới mà nó khó vượt, mà gây rất nhiều nỗi bất hạnh cho đời sống gia đình, cho cá nhân cũng như đời sống gia đình. Cái điều này tôi nói đây thì nó hơi muộn rồi. Nhưng mà cũng không muộn màng mấy đâu. Cái bằng chứng như cả một vài mấy bữa nay là sùm, ổn tỏi vì cái cô diễn viên điện ảnh đầu tiên thì theo Phật giáo, rồi sau đó thì vì cái gia đình gì đó, cho nên rồi gia đình bắt cô phải cải đạo, rồi thế này thế kia. Thì bây giờ cô mất rồi thì cô coi như là cái người chết, thì mình tạm thời gọi là an phận đi. Nhưng mà cái người còn sống thì bây giờ là bị bao nhiêu cái tiếng của xã hội, cái tiếng thị phi lên tiếng. Bị bao nhiêu cái thị phi nó lên tiếng.
về bà mẹ của cô ta chẳng hạn. Thì như vậy thì nó rõ ràng như tôi nói hôm nay, biết rằng nói nó hơi chậm rồi, nhưng mà nó là thực tế, cho các vị thấy thực tế là khi mình đụng chạm, mình đụng tới về cái mặt tôn giáo là khó vượt qua được rồi. Rồi gây nhiều cái nỗi bất hạnh cho đời sống gia đình. Đó là những cái điều mà tôi phân tích về cái hữu vi pháp. Như vậy thì cái phước á, cái phước hữu vi đó, nó có phước hay không thì nó cũng xuất phát từ ba nghiệp thân, miệng, ý, mà mang đến sự an lạc cho mình, cho người hiện tại cũng như mai sau thì gọi là phước. Ngược lại, cũng từ ba nghiệp thân, miệng, ý mà đem lại sự khổ đau cho mình, cho người hiện tại cũng như mai sau thì gọi là tội. Từ cái ý thức mà nó xuất phát ra, nó có phước hay nó có tội. Cho nên Tổ sư Huyền Giác mới bảo rằng là phải làm sao mà đạt tới cái gọi là tuyệt học vô vi rồi đó, gọi là chứng thật tướng vô nhân pháp. Tất cả các bài này nó có cái logic với nhau. Các vị thấy vừa vô câu đầu thì Thiền sư Huyền Giác nói là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, huyển hóa không thân, tức pháp thân giác liễu, vô nhất vật, là cái đoạn thứ hai, là lấy cái câu đầu làm chủ đề ha. Pháp thân giác liễu, vô nhất vật, bổ nguyên tự tánh, thiên chân Phật, ngũ quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào, hư sức một. Rồi cái bài thứ tư là chứng thật tướng vô, và thứ ba chứ chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước, a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ, cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt, trần sa kiếp. Rồi bây giờ tới cái bài gì nữa quên rồi. Cái bài gì rồi, phải tới cái bài này là vô tội phước, vô tổn ích. Như vậy ta cái chữ tổn ích thì nó cũng dựa trên cái nền tảng di thức học, thì như tôi đã nói là chữ tổn nói đủ là tổn giảm, có nghĩa là ác. Mình làm cái điều gì mà lợi hại mình, hại người, hoặc là lợi mình mà hại người thì coi như là mình bị tổn giảm, mình bị cái đó gọi là ác. Thì các vị phải phân tích định nghĩa rõ cái gì là gọi là thiện, cái gì gọi là ác là vậy đó. Cái gì mà mình chỉ nghĩ lợi cho mình mà hại cho người hiện tại cũng như mai sau thì gọi là ác. Còn nếu mình làm cái gì mà lợi mình mà lợi người, lợi hiện tại cũng như mai sau thì gọi là thiện. Cứ vậy mà mình đi tới thôi, mình nắm cái yếu chỉ đó mình đi tới. Cái gì mà mình làm cho nó hại người khác hiện tại cũng như mai sau. Còn có những khi á, mình chấp nhận bất lợi cho mình mà lợi cho người hiện tại cũng như mai sau thì cái đó nó cũng được gọi là thiện. Mà cái này thì phải cần nghiên cứu sâu sắc hơn. Có những vị Bồ Tát họ xuất thế, họ luôn nghĩ cái lợi cho người khác mà họ quên cái hại cho mình. Gọi là họ hy sinh. Hy sinh chịu tai tiếng, hy sinh chịu tủi nhục, hy sinh chịu ê chề, hy sinh bị người ta mắng nhiếc. Nhưng mà cái mục tiêu của vị Bồ Tát đó quên mình mà nghĩ tới cái lợi cho người. Ví dụ như trong nhà Phật có đưa ra câu chuyện ông Tế Điên Hòa Thượng á, Tế Công á. Ông vì người chứ ông vì ổng, cho nên ổng ăn uống dơ dái thúi tha mà những cái tên thế gian nó gọi là hòa thượng thúi, hòa thượng quỷ ma rồi. Nhưng mà đụng chuyện thì tâm ổng là tâm Bồ Tát, tâm Phật. Ổng cầm đùi gà, ổng nhai rỗm rỗm, cầm đi đâu cũng cầm bầu rượu, cầm cái quạt lông gà vậy rồi. Ăn mặc thì dơ, nhưng mà đó cái thân tứ đại ngũ quẩn ổng quan trọng tới. Tới mà ai bệnh gần chết cái ổng chơi, ổng chọt cái nách, ổng về cái ổng móc một cục ra cái ổng đưa cái người ta uống cái hết bệnh.
Còn hàng ngày ông đi nghêu ngao ca hát nghêu ngao vậy ta chửi, nhất là mấy cái người gọi là nó cố chấp, nó chửi hòa thượng thúi ông thầy chùa gì mà không ở chùa, thầy chùa gì mà đi đâu cầm ở đùi gà đó, thầy chùa gì mà cầm bầu rượu là kia, nó chửi. Nhưng mà tôi nói cho các vị rõ đó, đối với các vị tổ sư ngày xưa đó, người ta không có quan trọng cái tín đồ. Người ta cần đi tìm, đi lượm lặt, đi kiếm những cái người có căn tánh để người ta độ. Chứ không có như mình ngày nay, mấy thầy đi giật tín đồ với nhau. Mấy thầy ngày nay cứ đi sâu tín đồ, đi giành tín đồ, rồi chửi với nhau, chửi chí ché. Cho nên tất cả thầy chùa mà ghét nhau là chẳng gì, vì cái là giành tín đồ nha. Như tôi đã nói cái bài trước á, là chư tổ sư ngày xưa người ta đắc đạo, ta học đạo rõ ràng, cho nên á, có nhiều tín đồ á, người ta đến 5 lần 7 lượt ta cầu đạo mà mấy chị tổ sư ta không có dạy. Ta để cho khi nào nó chín mùi rồi đó, khi mà cái tấm lòng cầu đạo thiết tha chín mùi rồi đó, cái trái chín nó tự rụng. Còn mà bây giờ ngày nay mình đi ngược lại, mình lo lật đật, ai mà chưa quy y á, quy y thầy đi, quy y thầy đi, quy y sư cô đi, quy y đi, là Phật tử quy y đi, lật đật, cho nên như vậy, giống như con lật đật, cho nên nó không có chánh định. Không có chánh định cho nên tín đồ đó, nó thương nó kêu bằng thầy, không thương nó kêu bằng thằng. Cho nên tôi có với Phật tử anh Mỹ bắt cười lắm. Ba hồi nó đưa tôi lên tận mây xanh, ba hồi cái nó nghe ai nói gì đó, cái nó quên lãng mình. Cái thời gian cái nó bị đụng đầu u tráng, cái nó điện thoại, nó tha thiết, nó sám hối, nó đưa mình tận mây xanh. Cái thời gian cái nó quên lãng mình, cái tôi nói ô đây là Phật chết, chứ không phải Phật tử. Đây là đệ chết, chứ không phải đệ tử. Vì vậy mà thưa thiệt các vị là đối với tôi ngày nay cái vấn đề đó rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Là tại vì tôi đã từng trải qua rồi. Mà mấy thầy ngày nay nó nặng nề là ở chỗ tín đồ. Tín đồ cho đông đệ tử, cho đông quyến thuộc, cho đông, mà không có dạy đạo được. Đông mà không dạy. Vì vậy mà cho nên ta nói câu là như nhau dọc mũi ngang mài. Đông mà không dạy cho nên nó giống thầy cũng như như thằng, thầy cũng như trò, trò cũng như thầy. Cho nên ngày xưa người ta nói cái thời xưa đó ăn lông ở lỗ, nhưng mà thầy nó ra thầy, trò nó ra trò, chủ nó ra chủ, tớ nó ra tớ, quân nó ra quân, thần nó ra hòa thần, phụ nó ra phụ, tử nó ra tử. Ngày nay cái thời mình nó văn minh, nó tiến hóa. Vậy mà thời nay đó, cha nó không ra cha, mà con không ra con, mà thằng nó không ra thằng, mà chủ nó không ra chủ, mà tớ nó không ra tớ, quân nó không ra quân, mà thần nó không ra thần. Nó lộn tầm phèo hết. Đó là chúng ta nằm ở trong cái vấn đề hữu vi pháp. Thì chúng ta còn nằm ở trong hữu vi pháp như vậy, thì chừng nào chúng ta vượt lên cái hữu vi pháp mà đạt tới cái vô vi pháp, mà chúng ta gọi là vô tội phước, vô tụng ích. Các anh chị thấy ghê chưa? Thật sự ra tôi nói xin lỗi là tôi cảm ơn huynh đệ lắm. Nếu không có chư huynh đệ mà tha thiết tôi không giảng lại cái chứng đạo ca này thì nó uổng dữ dằn. Nhờ giảng tôi mới đi môi, đi tìm, đi nghiên cứu, đi tìm hiểu từng chữ như vậy. Chứ còn không khéo mà vô cái là bắt liền là vô tội phước, vô tội nghịch, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính, vị tàng ma, kim nhật phân minh, tu phổ tích. Các vị nên nhớ, thiền sư nói như vậy là tại vì cái lời đầu tiên thiền sư đã khẳng định là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, hay là chứng thật tướng vô nhân pháp. Các vị thấy rõ chưa? Tôi phân tích như vậy để chúng thấy rất là rõ ràng chưa? Cái người mà đạt tới trình độ tuyệt học vô vi, cái người mà đạt tới trình độ pháp thân giác liễu vô nhất vật, cái người mà đạt tới trình độ chứng thật tướng vô nhân pháp, thì tới cái bài này vô tội phước vô tổng ích nhai một cái rất là lẹ làng, rất là dễ dàng. Nhưng mà mình không đạt cái chỗ đó, mà bây giờ mình không có tội gì hết, không có phước gì hết, có nghĩa là mình tự chiêu mình đọa vô địa ngục rồi đó. Mình gây cái nghiệp rồi đó mà mình không hay.
Cho nên nếu không có tội, không có phước thì mấy huynh đệ chúng ta đâu có cần mà nhìn cuộc đời làm chi, rồi ông thầy này tốt, ông thầy kia xấu, cái chùa nọ tốt, cái chùa nọ xấu, mình đâu có vô tội phước, vô tội nghịch mà mình nhìn chi mấy cái đó. Thấy không? Mình nằm trên hữu vi pháp mà mình đi nói cái chuyện ở trên trời. Đó, tôi phân tích rõ các vị thấy không? Nếu mà các vị đạt tới cái chỗ gọi là pháp thân giác liễu vô nhất vật, các vị đạt tới cái chỗ là chứng thật tướng vô nhân pháp, thì bây giờ cái cuộc đời nó có xảy ra cái gì kệ mẹ nó, chứ không mắc mớ gì mình phải lo. Tôi dùng cái danh từ vậy nó hơi tục nhưng mà hơi thô, mà tôi nói cho các vị rõ để minh chứng rõ cuộc đời nó xảy ra cái gì kệ mẹ nó, thậm chí nó có cởi truồng trước mặt mình cũng không bị động. Còn đằng này á, gió sao tới đâu cái mình nghiêng tới đó, gió sao tới đâu mình nghiêng tới đó. Vậy mà mình gọi là vô tổ phước, vô tổ tổng ích là sao? Đó, tôi phân tích kỹ rồi để từ cái chuyện hữu vi này tôi mới đưa các vị tới vô vi nha. Cho nên vì vậy mà ngày nay đại đa số chúng ta cái công đức không có, mà phước đức nó lại giảm. Công đức không có mà phước đức nó lại giảm, nó khổ gì đó chứ. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đạo không à, như huyễn, duyên sanh như huyễn rồi, vạn pháp vô ngã như huyễn rồi, ngũ quẩn giai không à. Công đức không có mà phước đức lại giảm thì làm sao chúng ta tu được? Cho nên tôi nhìn tỏ rõ cái chuyện này lắm, mà tôi phân tích thiệt lòng ra cho chư huynh đệ mà học không được vậy nữa là thật sự là tôi đầu hàng luôn. Tôi phân tích rất kỹ cho chư huynh đệ là ngày nay chúng ta công đức không có mà phước đức nó tổn giảm, thì vậy chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu cái gì? Công đức thì không đạt tới đâu hết á, mà phước đức nó tổn. Tối ngày thấy ai tụng kinh cái ô tu đâu cần tụng kinh, thấy ai niệm Phật cái ô niệm Phật, thấy ai lại Phật cái ô cười người ta. Thậm chí có nhiều Phật tử học ba mớ rồi đi tới chùa ngơn ngang à, không thèm vô chánh điện lại Phật, thấy ai lại Phật còn cười chế nhiễu người ta, thấy ai ăn chay cái chế nhiễu người ta. Các vị nghĩ lại coi, các vị làm như vậy là các vị tổn công đức, được công đức hay là tổn phước đức? Bổn phận trách nhiệm của tôi là vị đàn anh, tôi chấp nhận nói khuyên rõ ràng như vậy, mà các huynh đệ không lắng nghe, không suy nghĩ nữa thì coi như tôi đầu hàng đó. Khi nào chúng ta chứng nhập được, thể hội được, vượt qua được cái hữu vi pháp thì chúng ta mới gọi là vô vi pháp, mà khi đạt tới cái chỗ vô vi pháp thì mới gọi là tuyệt học vô vi, mới nhàn đạo nhân. Tôi nhắc đi nhắc lại chỗ đó. Cho nên ông tổ sư Quyền Giác này, ông thiền sư này, ông chơi nhiều câu á, ông chơi nhiều câu chết người. Thì các tôi nói là ông thiền sư này là ông phan nhiều câu chết người. Nhưng mà thật sự cái chứng đạo ca này là rõ ràng là nói cho cái bậc thiện căn thiện trí, cái bậc mà đạt đạo, cái bậc mà căn tánh thông minh lanh lợi, dễ trực nhận thì cái chứng đạo ca này nó mới phù hợp. Còn mà cái căn tánh mà gọi là thế trí biện thông, cái căn tánh mà gọi là phan ngang bữa củi, cái căn tánh mà đá cá lăn dưa, mà nghe cái chứng đạo ca này cái là coi như là từ chết tới chết. Tôi nói thẳng là từ chết tới chết, là phan tầm bậy, đá tầm bậy, coi như là thiên đường đâu không thấy, cực lạc đâu không thấy, niết bàn đâu không thấy, giải thoát giác ngộ đâu không thấy, mà thấy dễ chết không đó. Đó là tôi nói chân thành, tôi nói đây là một cái lòng chân thành của tôi muốn kêu gọi tha thiết với mấy huynh đệ mà những ai đã học chứng đạo ca này rồi phải nên suy tư cho kỹ càng. Bởi vì á, chúng ta chưa có đạt, chưa có vượt lên nổi cái vô vi pháp, mà chúng ta cứ nhắm cái hữu vi pháp, mà cứ chúng ta nghe ba phớ ba phửi cái vô vi pháp chúng ta phan tới không, thì thưa các vị, nó không khác gì hai cái loài cá. Con cá mà nó lội dưới sông á, nó thấy con cá nằm ở trong ao hồ nó chê,
Nó tụi bay tưởng sao ngon lắm, ở trong đảo hồ chờ người ta liện thức ăn xuống rồi đớp, chờ người ta liện phân xuống đớp, liện xuống rồi đớp, ở trong ao hồ tụi nó ngon lắm. Con cá ngoài ngoài sông nó chê con cá ở trong trong ao hồ, con cá trong ao hồ nó chê con cá ngoài sông, mày từng ngon hơn tao hả, mày ở sông có nước đục ngầu, nước lớn nước ròng, nước lên nước xuống, mày đi kiếm ăn thấy mòn, tao ở trong này nước trong khe, cứ tới giờ cái là ông chủ tao thải thức ăn xuống tao đớp, thải thức ăn xuống tao đớp. Hai bên chơi với nhau, hai loại cá nó chơi với nhau, nhưng mà cá nào nó hạnh phúc hơn cá nào thì chỉ có con cá nào nó hạnh phúc hơn cá nào thì tự nó biết thôi, chứ còn thật sự ra mình nhìn theo cái kiểu nhìn đời chơi á, nhìn thoáng qua chơi thì cái nào nó cũng có cái hạnh phúc riêng của nó. Cái loài cá mà nằm ở trong ao hồ chờ tới giờ đó, thải xuống thức ăn xuống ăn thôi rồi tự do không có được, nhưng mà nó cứ nó lội vòng 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 trong cái ao hồ đó thôi, thì nó hạnh phúc là hạnh phúc cái kiểu của nó. Nó tự hào với cái kiểu của nó. Còn con cá mà ở sông á, nó phải đi kiếm mồi, nó lặn lội nước đục, nước trong, nước lớn, nước ròng, nhưng mà nó được cái hạnh phúc của nó là nó lội, muốn lội đâu lội, muốn chui đâu chui. Nhưng mà hả, cá nào không biết, nhưng mà hả, tham mồi thì dướng lưỡi câu vậy à. Cá tham mồi, cá dướng lưỡi câu vậy thôi. Hay quá cái gì, cái bài này tuyệt vời quá. Chưa hết đâu, cái bài này tôi nãy giờ là tôi nói cái nào là tội, cái nào là phước, gọi là hữu vi pháp đi. Rồi cái bài học tới á, bắt đầu mới nói về cái vô vi pháp này nha. Tôi phân tích rất kỹ, rất rất kỹ, tôi nhắc đi nhắc lại là tôi tha thiết, tôi mong mỏi, tôi trông chờ, tôi hy vọng. Là tôi phân tích cái rất là kỹ mà mấy huynh đệ ráng cố gắng. Tóm lại, pháp hữu vi điều chung một quy luật đối đãi phước tội giàu nghèo đến đi, nhân quả tội phước rõ ràng, không không do ai sáng tạo, mà cái pháp hữu vi là cái vận hành tự nhiên trong vũ trụ trời đất, cho nên gọi là nhân quả tội phước rất rõ ràng. Thôi tới đây mình nghĩ được chưa? Chứ bây giờ mà nếu nếu mà leo lên cái pháp hữu vi nữa, cái pháp vô vi nữa, cái nó dài thòn nữa thôi, ít ít vậy được rồi. Nghĩ nhiêu đây là tạm thời là mình gọi là thay vì tổ sư dạy cái pháp vô vi mà mình minh chứng cái hữu vi để mình mới làm sáng tỏ cái pháp vô vi của tổ sư. Ha. Thôi nghĩ được rồi, đặng ngày mai mình còn học gọi là Kinh Di Đà nữa hả? Chiều Việt Nam á. Chiều Việt Nam. Giờ là sáng thứ năm Việt Nam, là chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy là mình học Kinh Di Đà. Các vị ráng, cái bài học bữa nay các vị phải nghe đi nghe lại nha. Cái bài học bữa nay các vị phải nghe đi nghe lại, nghe cho rõ, ghi chép cho rõ. Thôi kính chào các vị, hẹn gặp lại các vị sau 10 giờ đồng hồ nữa hả. Học tiếp về Kinh Di Đà. Thôi bây giờ là vô là chắc phải kiếm cái gì uống miếng nhẹ nhàng rồi phải là đi ngủ à. Ngày nay cả ngày trồng trọt, bị tranh thủ trồng để mà tranh thủ gieo hạt, để 4 bữa nữa là bắt đầu trời lạnh, ở trời trời nóng, để cho nó kích thích, để cho nó cái hạt nó sớm phát triển. Nên ngày nay làm dù là lạnh mà ráng làm xong đật 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 vô không bỏ buổi giảng đó các vị. Nhờ các vị tinh tấn mà tôi cũng tinh tấn lay theo đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.